chú rể tội nghiệp đứng nhìn trời vì làng có ba nghìn người nhưng không một ai đến dự đám cưới bố đẻ cũng chẳng thèm tới chuẩn bị hôn lễ rất chỉnh chu nhưng cuối cùng chú rể lại thất vọng tột độ vì khách hứa không ai thèm đến dự đám cưới là một sự kiện lớn trong cuộc đời của bất cứ ai nhắc đến hôn lễ ai cũng muốn được tổ chức chu đáo đông đảo người tham dự và nhận về thật nhiều lời chúc phúc từ người thân bạn bè tuy nhiên mới đây một đám cưới vắng bóng khách tại quảng đông trung quốc đã khiến người ta phải chú ý theo đó người đàn ông này tổ chức hôn lễ ở quê nhà và mời họ hàng bạn bè dân làng đến tham dự vậy nhưng bất ngờ là không có bất cứ ai đến đám cưới anh ta trong hình ảnh được chia sẻ chú rể tay cầm chiếc khay màu đỏ đứng ở cổng hoa cưới nhìn lên trời như đang trông ngóng hoặc xem thời gian xung quanh có rất nhiều bàn nhưng chẳng ai ngồi gian phù rể phù dâu và một ít người nhà cũng cùng chú rể đợi ở cổng hoa sắc mặt bối rối vì không có ai đến giờ ăn thì đã điểm tiệc cưới chuẩn bị xong xuôi bát đũa bàn ghế sẵn sàng nhưng chẳng có vị khách nào tới mấy chục mâm cỗ phơi ở đó chẳng ai tới thật sự không hiểu lý do vì sao mà một đám cưới lại không có khách đến dự được biết, ngôi làng chú rể sinh sống có khoảng 3.000 người nhưng một hàng xóm cũng chẳng thèm tới chúc mừng chú rể. Điều này hết sức kỳ lạ bởi ở các làng quê, họ rất tôn trọng tình cảm. Một đám cưới có khi cả làng sẽ đến, vậy mà với chú rể này thì chẳng có ai. Điều kỳ lạ hơn cả là đến cha chú rể cũng không hề góp mặt để chúc mừng con trai mình thành hôn. Hỏi ra thì mới biết, ông bố này cho biết mình quá bận rộn với công việc ở nơi khác nên không có thời gian cho việc đám cưới hay đám tang trong làng. Tuy nhiên đến cả hôn lễ con trai mà ông cũng không thể về tham dự được thì đúng là một điều tổn thương lớn với con trai mình chú rể cũng tiết lộ rằng bản thân rất thất vọng với tình cảnh trong đám cưới của mình